rồi. Thử luôn. Lụm luôn. Tranh thủ để mưa. Mưa trễ mưa xuống. Về không. Lụm luôn. Lụm luôn rồi. Thương ào ào tới. Tôi không hiền cái này nữa. Nó xiết rồi. Tới rồi, mưa tới rồi. Trời ơi, mới đây giỏ mít luôn. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp rồi. Cái này rất này mấy trăm trong luôn. Hai trái to. Quá chắc rồi. Cái gì mới kịp chứ. Cái bạn đang hay ta chặt cỏ chứ ta hay thì ta. Nó bằng kỹ thuật thiệt chứ. Ok, bớt 10 cái anh mở ha. Hạ luôn. Vừa của anh. Vừa làm sao không? Ừ. Tải thôi. Để các câu quay lại nhìn ảnh. Cái gì mà không mưa này? Bảo qua wow. Luôn rồi. Cá khổ vào mặt nó ghê chứ. Nhanh mà. Sáng giờ dư clip rồi. Bữa đó anh quay ba bốn clip. Vô bên này bôi, viên chủ bên kia viên chủ. Ông chú này sớm làm thầy đó ha Linh. Hả? Ông sớm làm thầy đó ha. Thầy nào? Nó thầy. Cái này không bán rẻ rồi. Nó thầy nào anh biết không? Thấy quậy mà thầy gì? Thả vào nó gặp đi. Hả? Trái trái được luôn. Để tiếp cho. Ừ.
lụm luôn. Đây. Hay quá. Vừa lên chưa hàng? Ừ. Cái đó vừa là vừa không? Vừa cũng rất là thiếu rồi. Nó hồi là hả? Hồi sưng là hả? Hạ luôn. Dính rồi. Chưa được. Chưa đó chắc ăn đó. Đấy, đẹp quá đẹp. Nít này có bự bự không ta? Biết để trái là hai trái này tôi xịt bỏ. Xịt hả? Xịt luôn. Gặp tôi là tôi xịt luôn. Ủa? Mua tới không à? Lạnh quá gì đây trời. Mưa tới rồi. Dễ bị xe đen không? Mùa này chắc không có đâu. Xe đen à? Xe đen à? Ừ. Còn cái này thôi thử rồi. Không đúng có đâu. Cũng đẹp lắm trời. Cái này dùng được chừng có muốn được. Đi hả? Bị chắc muốn không phút tốt. Như là ổng ổng mua cậy trái tóc mà muối không đạt. Anh người chồng coi, người ta mua chung mà. Phúi luôn rồi. Quá, được không phút, được phúi chưa?